Xin chào anh chị và các bạn, hôm nay mình sẽ review cho anh chị và các bạn xem các mẫu gương bên mình nhá. Có nhiều mẫu gương rất là đẹp nhá, tức là dòng cảm biến các bạn này. Cảm biến thế này, bật tắt nó tự động bật tắt. Đây, cảm vào đây. Thế là mẫu số 2 gương nhá. Đây là mẫu số 3. Mẫu số 3 này thì bổ. Mẫu số 4, mẫu số 5, mẫu số 6. Thế là cũng một bộ cả nhà nhá. Số 7, số 8. Và bên mình còn nhiều mẫu khác nhau nữa. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn mà cứ bình luận hoặc là kết bạn với bên mình là bên mình tư vấn cho tất cả các bạn. Rất là đẹp. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.